nay mình xin giới thiệu với các bạn các dụng cụ bọc bạc dùng trong diện trần. Đầu tiên là cây giò hai đầu và cây sao chổi. Thì đây là hai cái dụng cụ chính hãng và nguyên gốc. Sau này được người ta bọc bạc, tức là người ta làm các ống chụp, chụp ở cái thân này, sau đó người ta bọc bạc ở đầu này. Đó, bọc bạc đầu. Đây là giò hai đầu bọc bạc, đây là sao chổi bọc bạc đầu to. Và tiếp theo, đây là cây bút rung huyệt Acros, cũng bọc bạc các bạn nhé. Thì đây là cái đầu nguyên gốc của nó này, các bạn thấy nó nhỏ như thế này. Sau này này, mình ra thì được tiệm vàng người ta làm cho một cái ống chụp ở đây, sau đó người ta bọc bạc đầu này. Mình hỏi là tại sao không bọc luôn bạc ở cái đầu này mà phải làm cái ống chụp như thế này vào bốn xung quanh như này làm gì. Người ta bảo là không thể nào nối bạc trực tiếp vào trong cái này được, trong cái đầu inox này được, mà người ta phải làm ống chụp để nối vào đây thì mới được. Đấy, thì người ta làm như này rất thích hợp với những người mà hay phải chữa cho bệnh nhân, chữa nhiều người một ngày mà mọi người bị mỏi tay mất sức ấy. Hoặc là khi mà bấm cho mình, các bạn sẽ thấy là tự mình bấm cho mình rất là ngại. Khi mà mình chữa liệt mặt này, rồi nhức mỏi mắt này, đấy, rồi mình bấm các huyệt mà mình thấy quá là mệt mỏi và day, tự mình day cho mình, nó cái hệ thần kinh nó phải làm hai việc. Thế thì mình sẽ dùng trợ giúp bằng cái bút rung huyệt này. Bên trong sử dụng cục pin như này, các bạn rất dễ tìm ở các ngoài các hiệu tạp hóa. Các bạn chỉ bấm như này, đấy, các bạn có thể là đánh quẹt, đánh khắp mặt các bạn ạ, để giải độc. Nếu mà mặt ai mà cứ đen xì chứng tỏ là có độc và có gió. Các bạn sẽ lấy cái khăn khô lau hết mặt đi, hoặc các bạn có thể đánh ở đây lòng bàn tay, lòng bàn chân, hoặc đơn giản thôi, các bạn chỉ cần dùng cái bút rung này để các bạn gì ạ, bấm vào từng huyệt xong các bạn bấm rung, thì cái hiệu quả của nó hơn hẳn là do với mình dùng cái bút rung huyệt bình thường mà có đầu inox các bạn nhé. Đó, thì đây là có giò bạc này, hai đầu này, sao chổi bạc và bút rung bạc. Chúc các bạn thành công và sử dụng hiệu quả những dụng cụ này nhé. Chào các bạn.